YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Phạt thanh niên đưa thông tin sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ. Ngày 9 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC05, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc làm việc với anh PNHS, 30 tuổi, ngụ Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Nội dung là làm rõ việc anh này đăng tải trên mạng xã hội với tài khoản HHC thông tin sai sự thật là ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở địa phương này. Trước đó, anh S dùng tài khoản HHC đưa hình ảnh về hai trường hợp mặc quần áo giống trang phục của ông Lê Anh Tú, được gọi là thầy Thích Minh Tuệ, đang đi bộ khất thực với nội dung thầy Thích Minh Tuệ đang hướng về Bảo Lộc, thầy bước đi chậm rãi trong bầu trời bão giông. Nội dung này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người cho rằng thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện tại thành phố Bảo Lộc nên đã chia sẻ, phát tán thông tin trên, đồng thời rủ nhau tìm địa điểm để tới gặp. Tuy nhiên, khi cộng đồng mạng nhắc nhở rằng hình ảnh nêu trên không phải là ông Lê Anh Tú, anh S lại trả lời rằng đã biết không phải ông Tú nhưng vẫn đưa thông tin để mọi người trầm trồ, gây xôn xao dư luận. Cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh sự việc. Làm việc với nhà chức trách, anh S thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật. Công an thành phố Bảo Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, số tiền 5 triệu đồng. Người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc bất ngờ rút kháng cáo. Kính thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc. Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi đã tuyên phạt ông này 8 năm tù về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên sơ thẩm, ông Phúc làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau đó, ông Phúc đã bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên để đi thi hành án. Theo bản án sơ thẩm, năm 2021, bà HT, chú huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mua một thửa đất có diện tích hơn 420m² tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của vợ chồng ông NVT, nhưng chưa được làm thủ tục tách thửa. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, thông qua LVV, 33 tuổi, chú huyện Củ Chi, bà T quen biết Nguyễn Minh Phúc và nhờ ông này làm thủ tục tách thửa đất nói trên thành hai thửa, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Mặc dù không có chức năng hay mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ bằng cấp giả nên ông Phúc đồng ý. Ông này yêu cầu bà T đưa 135 triệu đồng để lo thủ tục. Bà T chuyển cho ông Phúc 70 triệu đồng. Nhận được tiền, ông Phúc lên mạng xã hội thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Phúc đưa cho bà T một bản, còn một bản giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì giữ lại. Hẹn đến khi nạn nhân đưa nốt 65 triệu đồng sẽ trả lại. Sau khi hành vi sai phạm bị phát hiện, ông Phúc trốn sang Thái Lan. Qua một thời gian nghe ngóng tình hình, nghĩ rằng sự việc đã lắng dịu nên ông này quay về Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phúc đã bị công an huyện Củ Chi triệu tập lên làm việc và phải khai nhận hành vi phạm tội. Cục Cảnh sát Giao thông lý giải việc bỏ quy định người dân được giám sát qua ghi âm ghi hình. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định. Bộ Công an ban hành thông tư số 46/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung thông tư số 67/2019/BCA về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông tư mới không quy định người dân được giám sát bằng thiết bị ghi âm ghi hình. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định. Nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh cảnh sát giao thông làm việc và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc gỡ bỏ hình ảnh và xử lý người vi phạm đôi khi vẫn gây ảnh hưởng, tác động xấu đến người xem và cán bộ, chiến sĩ. Việc không quy định hình thức giám sát bằng ghi âm ghi hình phù hợp với quy định của Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ luật dân sự, Luật An toàn thông tin mạng và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Thời gian tới, Bộ Công an sẽ quy định công an các đơn vị, địa phương bố trí khu vực làm việc, tổ chức ghi âm ghi hình quá trình làm việc của cảnh sát giao thông để đảm bảo công khai, minh bạch. Người dân vẫn có thể sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và không gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông tư 46 cũng bãi bỏ một số quy định về công khai thông tin trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của Công an Nhân dân. Cụ thể, thông tư này bãi bỏ việc công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, bao gồm tên đơn vị, tuyến đường, loại phương tiện, hành vi vi phạm và thời gian thực hiện. Ngoài ra, thông tư cũng bãi bỏ việc công khai trang phục, số hiệu của Công an Nhân dân làm nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe, cũng như trong công tác chỉ huy, điều khiển giao thông. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường giao thông. Vì vậy, kế hoạch công tác là tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng. Thực tiễn quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Nhiều người dân đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông xuất trình kế hoạch tuần tra, kiểm soát và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông. Thông tư số 46 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Đợt mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ kéo dài đến khi nào? Trong những ngày giữa và cuối tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khả năng tiếp tục đón các đợt mưa lớn diện rộng. Đến nửa đầu tháng 11 cũng sẽ có 1 đến 2 đợt mưa diện rộng, nhưng đợt mưa này có lượng phổ biến nhỏ đến vừa, mưa lớn không còn nhiều. Liên tục những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng làm ngập úng nhiều tuyến đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay, mùng 9 tháng 10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8 tháng 10 đến 3 giờ ngày 9 tháng 10 có nơi trên 70mm như Tân Bình, Tây Ninh 89,2mm. Dự báo ngày và đêm mùng 9 tháng 10 ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm. Cục bộ có nơi trên 70mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong khi đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 7-10 độ vĩ Bắc, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao tác động và gây mưa cho khu vực Nam Bộ. Tổng lượng mưa trong 10 ngày đầu tháng 10 phổ biến từ 70 đến 170mm, xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trong 10 ngày giữa tháng 10, từ ngày 10 đến 20 tháng 10, rãnh áp thấp có khả năng hoạt động mạnh trở lại. Thời tiết khu vực phổ biến có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi. Cần đề phòng khả năng có những đợt mưa trên diện rộng với một vài nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to, kéo dài một vài ngày. Đề phòng dông, lốc, sét, gió giật có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa dông. Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 90 đến 160mm. Trong 11 ngày cuối tháng 10, khu vực phía Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa và phía Bắc rãnh áp thấp có trục khoảng 4-7 độ vĩ Bắc, gió đổi hướng Đông Bắc cường độ yếu đến trung bình. Trong thời gian này, Biển Đông khả năng sẽ xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới, gây mưa diện rộng trên khu vực trong một vài ngày. Tổng lượng mưa trong thời gian này sẽ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 70 đến 100mm. Như vậy, trong những ngày giữa và cuối tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khả năng tiếp tục đón các đợt mưa lớn trên diện rộng. Mùa mưa năm nay khả năng kết thúc vào khoảng xấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 10 ngày và phổ biến trong khoảng giữa tháng 12. Dự báo trong nửa đầu tháng 11 cũng sẽ có 1 đến 2 đợt mưa trên diện rộng, nhưng đợt mưa này có lượng phổ biến nhỏ đến vừa, mưa lớn không còn nhiều nữa.